Theo báo cáo du lịch Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023 vừa được Outbox Company công bố, cho biết đến cuối tháng 6 thì cả nước hiện có 235 cơ sở lưu trú du lịch hạng 5 sao với gần 77.900 buồng và 354 cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 sao với hơn 47.500 phòng. So với cuối năm trước, trữ lượng phòng lưu trú phân khúc từ 4 đến 5 sao trong 6 tháng đầu năm nay tăng thêm hơn 6%. So với năm 2019, thời điểm trước dịch Covid-19, số lượng cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 4 đến 5 sao đã tăng 105 cơ sở, tăng hơn 21%, còn số phòng tăng hơn 25.116. Sự phục hồi và tăng trưởng của các lượt khách nội địa lẫn quốc tế đã có nhiều cơ sở lưu trú du lịch xếp hạng 4-5 sao được mở thêm ra.